có mẹ biết nói tương lai ngoài do vụ việc ao nà pieng sơ một cuống làn vụ việc ít cốt bảy bay làn dự án giúp pí xong bản lê sao xám có do nản sở pa bưng ngoài du tương bản tương mương tỷ thanh hóa lơ phanh đáy đang bộ cơ sở tập trung và cản hip hèn miền ít gióng đỡ pa đáy làn vụ việc cuống tiêu chí ao nà pieng gióng ủy ban dân thanh l giao hở pom nắn mòi nị sợ một cuống làn tiêu chí pa tánh nhỏ mưa do em là nhiệm vụ tý cấp ủy chính quyền cơ sở giúp pí xong bản le sao xám vì sông bản xào xam thì xa nghị sơn đối bản dân thanh giao ở sớ, mỹ đình piêng nằm lông quáng tỉnh si hỏi hộp xịp hecta bài tròi ẹt si xịp dự án đầu tư công cặp dự án đầu tư ký doanh nghiệp. ni sớ đơn vị mì công hèn mì ná đít piêng tập hơn mệt kỳ thanh, bài ên mồm lần việc tập dòng nản đảng bộ thị ủy thì xa nghị sơn, có lời khai hội nghị bàn bà cán mở công việc mì đít piêng, miền ít lan nhiệm vụ mà hớ xung quý vị đảng chính quyền xâm bàn ngành đơn vị liên quan thì xa hóa làn phường xa Bộ Ngoại khảo kế hoạch xịp há khi ủy ban dân thanh cập kết luận chỉ đạo ký thị ủy ủy ban dân thị xã nghị sơn có lời óc kế hoạch xịp pet mở ra phong việc mỹ đinh piêng ở làn dự án đầu tư bày sử dụng đinh hở thị xã nghị sơn cũng pi sang phần sào sam miền sẽ có cho ít mồm để cầu xịp hà phân hoài nhiệm vụ mì để đinh piêng để giao Ủy ban dân thị xã có lời mì công văn không mời xuống siêu đầu tư mà bài hủ do làn luồng quảng căn mì đinh piềng mồm sớm ngân chèn do một công việc mi đến tiền công Pi trong phần sò sam sáng hắn sớm hủ do là nhiệm vụ mà cặp sớm chức ếch mồm do nhiệm vụ hở của một cơ quan đơn vị về phình ếch là nhiệm vụ mệt có trong lờ bung o khở pi sông phần sò sam cũng chưa đã hỏi thức khoái sớm bưng ngoài làn dự án nó điều kiện về tương khẩu xanh mục mỹ đi tiền hầu pi sông phần sò sam đề cột sở cấp ủy chính quyền cũng nên có ba cảnh có trang cả người tham gia cũng nên thể thống chỉ chỉ tôi hỏi bông mồi pì song bản sâu sa miền sơn sở pi kỳ công việc miền tiền phường hải hòa thì xác nghi sơn sở một quốc lan phường cổng mưa công việc miền tiền tỉnh mịt phường mỹ xí dự án tấp mồm sở dự án bt tông làn keo tàng với mà luồng quán tấp cặp dự án nhỏ xung tổng hợp làn đô thị động lực tiểu dự án đô thị thì sang nghi sơn đảng ủy ủy ban dân phường hải hòa cũng đã tổ chức hội nghị Đảng ủy phường có được khách hội nghị miền sớm Iran chế từ cả phục tăng kế hoạch khản ô công việc mi đinh tiền ban công xuống siêu ông sảy bưng mỏi cặp bà cán tạm tí là dự án cặp ngoài phân lờ chờ lờ sẽ ép mồm là dự án sạp lần phía cấp trên cấp sung lờ xa hở non khem thì xác nghi sơn mường quảng sương có số đơn vị mi lông quảng mi đinh tiền tấp năm cờ món hoa trên xịp hecta của phi sông phần sam phình ệt sau dự án đầu tư Quang Triều Hội Bàn năm Ban Thường Vụ mừng Ủy năm Chú Tuần công tác miền sớm Mỹ Điên Piêng sở một quốc làm việc cốt đẩy Ban Thường Vụ Mương Ủy bưng mọi cặp sở giỏng chọc ché chọc chơ ba cán chọc chơ năm là nhiệm vụ ký ban chỉ đạo xung siêu hội đồng khân ngần mấy Mỹ điên cặp trách nhiệm ký đoàn cơ quan đơn vị kẻ làm việc nhạc khóng cặp sở mi lan tàng trôi kẻ chọc chơ cặp thực hơn Mừng ủy Quảng Sương có lời khai ông làn việc phình là nhiệm vụ giải pháp 7 mươi đàn đít biển, các đàn hội nghị trực tuyến gặp tạm tí, du làn khắp tập huấn gặp nhiệm vụ công tác kỳ đảng. Cái nắn sớm nhất sớ việc quân hè ký cân sừng cổ cấp ủy chính quyền bản mường quân việc này. Bó khớ lần bản mường miền bá cặp nội dung cơ lời đấy việc khản óc, ế sập, biết lờ mì đáy điên biển, sập sở bươn sập quý, bọn mắn hủ ni sở việc cốt, bảy hiên đấy mức độ ệt việc mổm, ký cấp ủy đảng chính quyền xung siêu ông say công chức cơ sở cùng một pi. Năm 2023 này thì Quảng Bình được giao. Sở Quảng đúng, Bình để giao sớm đến ở hạ dự án năm đông, đông quảng tình hồ khách tà mồm sở to đinh ệt mắt bùa. Có nắn dự án quốc lộ 1A là cô hườn sở cần du bán mương có lực khoam năm mương tạo đổi kiện do hơn mệt bảy sở nhảy cần du miếng ưng. kiện tốt ở mặt Chúng tôi đã chỉ đạo các xã là tập trung cho công tác tuyên truyền và phổ biến cái kế hoạch giải bằng này đến toàn thể các hộ gia đình cá nhân các cái tổ chức các khoái lợp bạc cán làn xa mình trên biển hèn cào đè xuân bóc miền cung hèn viếng mỹ điên biển mà tạm lần của hừa lần tổ chức đơn vị liên quan về việc thu khẩn đinh cho hứa dự án trên đỉnh tức khoái các lợp phình ệt lần hồ sơ cho việc bề to bề hụ đẩy phơ sửa cháu hụ đẩy cháu din là điều kiện no bề tị nhảy cần du lần của hừa mình luôn quáng sử dụng din hở công việc mỹ điên biển hở lần dự án trên đỉnh lần xa tỉnh mường có lợi ít mồm toàn uh, huyện thì các xã cũng đã vào cuộc rất là tích cực. Tình mương hoàng hóa trên nỉ mì xăm xịp hóa dự án đầu tư quốc nạn xịp xăm dự án tàng bay mà cột, mường có lời ệt mồm cập trào giao hở tình trên xịp hóa hecta, bởi vì là dự án thấp chỉ tiêu mì đã điên biển, đời đấy ủy ban dân thanh giao sau kế hoạch xịp hóa. Đảng bộ mường hoàng hóa có lời chuồn mệt hệ thống chính trị khó ít việc người nhiệm vụ nỉ, pin bá nhò sung tàng bay mà, cầm ngân chèn sớ ăn cột bảy, để đấy là việc hứa thị xa khỏi pi sông bằng xăm xịp để làm được cái hạ tầng giao thông như vậy thì chúng tôi tập trung cho các cái mồm hạ tầng giao thông có tập miền chơi miền hàng kẻ dự án nhất viếng mì điên piền bể đầu giá sử dụng vì sau song tôi có là một dự án sam sở một dự án dự án phủ hướng lan với mà ngân chèn kỳ thanh có lời xung với mà lời no mồm bên khói lờ có cho bà cán phòng ban chuyên môn chuẩn cần dền hớn din đẩy choi cái đảng bộ chính quyền đơn vị bị điên piềng, khói sửa đồ giá sử dụng din bảy sạp hạ tầng choi hớn dự án năm nay chúng đã quyết liệt chỉ đạo các phòng ngành và các cái đơn vị cơ quan vận động nhân dân để có cái hiến đất Tình Sa Hoàng Đồng mừng hoàng hóa là hoán nỉ phiên dự án khem tàng thịnh đồng giai đoạn song nằm chưa giao cờ sam có số. Nhi sử một quốc lần khéo tàng tớp ký mương hoàng hóa xứ mà thấy quốc lộ 1A à, nằm tàng khem P Sa Hoàng Phủ. Dự án thì choi ở việc bay mà ngái cặp nhỏ sung yên kinh chú ná nhất sớ miếng toàn khách mà in mà giam đối dần Sa khem P úp của cặp sớ nhỏ sung du lịch ký mương hoàng hóa úp của. Bài yên lần dự án Hoàng Đồng có lờ mỹ điên piềng tình xịp hết tà, Lời mi xóa ngoài hát xếp cô Hường sở phái bay nhảy miếng cặp sở đin ít kín mang mùa hở dự án. Biên hòa nắn sở lai cai là khỏi hội bàn các bị chính quyền sao hoàng đồng có lỡ ban công ông sai đảng viên phụ trách mà cho bán tầm tí lần cô Hường bày hù đấy. Chứ còn chuồn cần dền ếch sạp đàn chủ trường, đàn tàng ký hưởng nước, ký thanh, ký mường mưa việc, mưa khoảng đi ký việc, tàng bái mà này năm việc ít soi cập thứ ký uống xài mưa lăn viếng nỉ lăn cua hương sở pin bá, có mệt khoa mệt chơi sạp bảy dòng dự án <laughs> luôn đã nước tôi khỏi sở chứ cái còn gặp sở phang sạp, Không khỏi có lơ mì đấy non ngân chèn tên ký nước mì ra hương hương nước mà cần sở để lợi sau khi có cái chủ trương đầu tư cái tuyến đường Thịnh Đông đang chờ đoạn mình đoạn đoạn, lúc việc khai táng quang PK sau Hoàng Đông ủy ban dự xã lập bổm đặt ban quản lý dự án sở khai ốc xi khám cây cao nẻ sân bóc ở cần dền công việc cao nẻ là luông tàng hở lăn của hườn ban quản lý mi đi tiền lp nạp cập sở cao nẻ sân bóc ở lăn của hườn bom phế nỏ sở phăng sập sập đung đang kiểm kê kiểm đếm và đến từng các hộ dân để tuyên truyền cho các hộ dân và các hộ dân cũng đồng tình thống nhất cao cái chủ trương này. Sáp kế hoạch xịp phá ký ủy ban dân thanh thanh hóa mệt thanh cân mì điên piềng cỡ sông pàn xí si hoài hectare bảy phình yệt trên hoài xăm xăm dự án. Công viếng mì điên piềng nhỏ sung không tổ bảy khi mà lần đầu tư sở tàng bay mén không lần mường thị xã thành phố cũng nhiệm kỳ sông pàn sao song pàn sao há Song nản thanh ủy ủy ban hội đồng nhân dân thanh ủy ban nhân dân thanh có lờ mì lai pa cán chi đạo kỳ đảng bộ bảy chuôn mê hệ thống chính trị nhỏ xung công hèn kỳ cân sừng cố cấp ủy cơ sở cung về ếch sạp nhiệm vụ sớm đi đến biển hở lan dự án các nắn nhỏ xung kỳ kinh chủ nà kỳ thanh các bản mưa của pi sông Sao sam tạo ngân ăn cốt bảy sập sạp roi là mục tiêu kinh tế xã hội sau nghị quyết đại hội đảng bộ kỳ thanh khắp xếp cầu cấp đại hội đảng bộ xung cấp lời khản o hở nhiệm kỳ sông phần sầu sông phần sầu há gặp làn pi hóa đi